our eyes and breathe in slowly. Knew we'd get here from the start. Finding magic in the days and nights as they're unfolding. Writing stories with the stars. And the morning speaks to these open dreams. And we're right where we belong. I'll go anywhere with you. In the sunlight. Coi như hôm nay như đã hẹn, người phái đoàn nhà trai chúng tôi đến đây để phối hợp để đón dâu và rước họ. Thì phái đoàn nhà trai chúng tôi cũng đã đến, xin phép đại diện họ nhà gái cho phái đoàn nhà trai chúng tôi được nhập gia. Rồi, giờ cũng đại lợi mà ngày cũng đại lợi. Dạ. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý ông bà cô bác có mặt trong cái buổi lễ hôm nay, thì lời nói đầu tiên cho phép tôi đại diện cho nhà trai xin chúc sức khỏe đến tất cả quý ông bà cô bác có mặt trong ngày vui hôm nay. Kính thưa quý ông bà cô bác, thì coi như là cháu Thành và cháu Thuận, thì coi như sau thời gian quen biết thì đã tìm lại một nửa của cuộc đời mình và quyết định đến hôn nhân. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, phái đoàn nhà trai chúng tôi đến đây phối hợp với nhà gái tổ chức lễ và xin đón dâu rước họ về nhà trai chúng tôi làm lễ. Đó là cái lý do có buổi gặp gỡ hôm nay. Nói là ngày lành thì có giờ lành, thì coi như giờ là giờ lành đã đến, xin phép hội nhà gái cho phái đoàn hội nhà trai chúng tôi xin đón dâu về hôn trường của hội nhà trai chúng tôi làm lễ tân hôn. Và trân trọng kính mời tất cả quý ông bà cô bác hội nhà gái chúng ta cũng về ngay chỗ hôn trường của nhà trai chúng tôi để dự tiệc tân hôn của hai cháu. Xin cảm ơn. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa nội ngoại hai bên của cháu Thành, thì đến giờ phút này thì coi như là lễ rước dâu đã về đến nhà trai. Một ngày thật đáng nhớ, được bên em, ngày được nắm đôi bàn tay nhỏ bé tiến vào lễ đường. Từ ngày mai cả hai sẽ trở thành một mà thôi. Ôi hạnh phúc như vô bờ. Mình chịu khó nhường nhau một chút,
đông đầy thêm từng phút, xót vào tai lời yêu như vị ngọt nắng mai. Ngày hôm qua sẽ trắng xong hôm nay, yêu em hơn mỗi ngày, dẫu trên đầu nhiều tóc mây. Hành trình này yêu nhau dặn lời thì có em làm bạn đời. Thật may mắn khi anh nhận ra đã yêu đúng người. Tìm được em giữa thế gian chắc chắn là định mệnh đó. Vì anh có tình yêu chăm sóc một ai khác. Hành trình này yêu nhau tuyệt vời thì có thế giới này khi chúng ta có một người để yêu. Và tuyệt vời hơn biết bao nhiêu khi người ấy cũng xem chúng ta là cả thế giới. Và thì mong rằng bạn sẽ tìm được một nửa kia của mình, sẽ biết thấu hiểu, lắng nghe và chia sẻ.